Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui mừng chúng ta lại gặp nhau ngày hôm nay. Và hôm nay rất vui mừng chúng tôi vừa hoàn thiện căn nhà tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo phong cách tân cổ điển. Và hôm nay xin được review cùng quý vị và các bạn để các bạn có thể cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà cũng như có thể tham khảo ngôi nhà này trong quá trình quý vị thiết kế. Mặt tiền là tân cổ điển, sơn màu trắng, có một số lan can và một số đường vào chỉ hoa văn. Trước cửa nhà có một cây lộc vừng rất đẹp các bạn, xanh ngắt luôn. Rồi ngay bây giờ mời quý vị các bạn chúng ta cùng vào bên trong khám phá ngôi nhà các bạn nhé. Ngôi nhà này thông số diện tích là 55m², mặt tiền là 4m1. Đấy, tức là chiều sâu của nó là 13,5m và có thoáng sau các bạn nhé. Đấy, thì mới thiết kế được như vậy. Ở đây thì mỗi tầng chia làm 2 phòng và ở giữa là khu vực giao thông, thang bộ và thang máy. Tầng 1 có một phần cái phía sau của cái thang máy này tận dụng làm cái vệ sinh nhỏ, cũng rất là tiện ích. Ở đây thì có trang trí những bức tranh rất là tuyệt vời. Phía sau là một khe thoáng khoảng 2m các bạn nhé. Tầng 1 thì chúng tôi thiết kế cho chủ nhà là làm gara ô tô, xe máy. Đây là thang máy vách kính các bạn ạ. Với thang máy vách kính này chúng ta có thể tiết kiệm được cái phần không gian để không phải xây những bức tường ở bốn xung quanh này. Cầu thang bộ này thì chúng tôi làm bằng mặt gỗ lim. Đấy, cổ bậc thì bằng đá trắng để cho nó sáng nhưng vẫn rất là sang trọng, quý phái. Với thang máy vách kính này quý vị có thể đứng ở bên ngoài, chúng ta vẫn nhìn rõ được xung quanh luôn. Và đứng bên trong có thể nhìn thông ra ngoài được. Đó, rất là thông thoáng các bạn ạ. Tầng 2 này thì thiết kế 2 phòng bếp và phòng khách. Gian bếp này diện tích khoảng 20m², thì các bạn thấy rằng ở đây bình thường nhé, thì người ta thường sẽ làm cái cửa, cửa gỗ mở ở đây. Đấy. Nhưng mà chúng tôi lại thiết kế một cách rất khác biệt, và chúng tôi dùng hệ cửa kính lùa ở đây với mục đích làm gì ạ? Tức là để làm cho cái bếp này nó thông thoáng với lại bên ngoài. Và phía sau chúng tôi cũng làm toàn bộ là kính hết các bạn nhé. Đấy, chúng tôi không xây tường để tạo cái sự thông thoáng giữa gian bếp với bên ngoài. Ở đây thì có một khe thoáng rất rộng này các bạn, 2m, rất thông thoáng. Bếp, trần, tất cả đều thiết kế một cách rất đồng bộ theo phong cách tân cổ điển. Các bạn thấy không? Đây, đơn cử như tôi sẽ chia sẻ ở đây là bếp này cũng sẽ được gắn những cái đường phào chỉ như này. Đấy. Và kể cả những tay cầm như này. Đấy, phong cách. Đấy. Rất là sang trọng đúng không ạ? Bên cạnh cái nét cổ điển này, sang trọng, quý phái, thì chúng tôi lại thêm những cái nét rất hiện đại vào ngôi nhà của mình bằng cách thêm những bức tranh này vào trong những cái tưởng chừng như rất là khó, như ở đây là cái kính bếp này. Đấy, có in cái tranh 3D thiên nhiên. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể ở Việt Nam mà ngắm được tháp Eiffel, cũng đơn giản là chúng tôi dán thêm những bức tranh như vậy trong gian bếp này. Đây các bạn thấy không? Đấy, làm một cái cửa kính ở đây, cửa lùa ở đây thì trông rất là thông thoáng ra ngoài. Đấy. Người trong bếp và người phòng khách nhìn còn thông với nhau được. Và thêm một cái quạt trần này nữa, khi thi thoảng chúng ta có thể là khi mà nấu ăn nó trời nó hơi nóng một chút thì chúng ta có thể bật quạt này lên thay vì chúng ta phải bật điều hòa. Rồi
Và chúng ta cùng bước ra phòng khách. Phòng khách này thì cũng thiết kế rất đồng bộ với toàn bộ ngôi nhà. Ở đây thì chúng tôi sẽ sử dụng những mảng miếng phào chỉ kết hợp với tranh dán tường, giấy dán tường, xin lỗi, giấy dán tường. Đấy, chúng tôi tạo ra một cái thử rất là, nói chung là cũng nhẹ nhàng tinh tế thôi, nhưng nó rất đồng bộ so với lại toàn bộ ngôi nhà, phong cách hoàng gia, phong cách rất là lộng lẫy. Ở bên thì có hai cái đèn hai bên như này, hai bên cột. Ở đây một chiếc đèn chùm, đấy, phong cách châu Âu rất tuyệt vời đó các bạn. Trên trần thì được dát vàng, đấy, rất lộng lẫy. Quý vị thấy ngôi nhà này có đẹp không ạ? Quý vị thấy như thế nào có thể để lại bình luận trong video này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước lên trên tầng 3 các bạn nhé. Ở đây có một vệ sinh chung. Chúng ta sẽ bước ngay lên tầng 3 các bạn nhé. Ở đây các bạn thấy rằng ở hai cái, ở cái chỗ cầu thang này thì chúng tôi thiết kế là hai cái bóng đèn các bạn nhé. Đấy, thay vì dán một lắp một cái đèn ở tường kia, chúng tôi làm hai cái đèn luôn. Đấy, làm hai cái đèn nó rất là sáng này. Đây, đây là cái thang bộ này, gọi là thang bộ ôm thang máy các bạn. Tức là cái thang máy này nó nằm giữa lòng thang bộ này. Đấy, thang máy nằm giữa lòng thang bộ các bạn nhé. Đấy, rất tuyệt vời. Ở khung này là hoàn toàn là khung thép các bạn. Đấy, đối trọng thì chúng tôi đặt ở phía sau này. Đấy, còn cabin phía trước. Đấy, cửa và cabin ở phía trước. Ở đây là một bức tranh nha. Con đường mùa thu đầy lá vàng rơi, rất tuyệt vời các bạn. Đấy, khi bước lên trên này chúng ta không cảm nhận thấy đây là một bức tường chống trơn đúng không ạ? Đấy, rất là thô, mà chúng ta thay vào đó là một con đường mùa thu đầy thơ mộng trữ tình, rất tuyệt vời. Đây là phòng ngủ của chúng ta. Phía sau là điều hòa, chúng tôi đã lắp đặt tất cả điều hòa và chạy lại phía sau hết các bạn ạ. Phòng ngủ này thì diện tích 16 m², còn phòng ngủ ngoài thì diện tích 20 m² với cái thông số là 255 m và mặt tiền là 4 m 1 như vậy. Đấy, chia ra như này cực kỳ là hợp lý các bạn hoàn toàn có thể tham khảo trong quá trình làm ngôi nhà của mình nhé. Giờ chúng ta sẽ trải nghiệm một chút về thang máy các bạn nhé. Đây, cửa là hoàn toàn cửa gỗ lim. Đấy, tông màu gỗ là màu ốc chó các bạn nhé. Đấy, tông màu gỗ của cửa và màu của sàn là màu ốc chó. Cả cầu thang cũng vậy các bạn, tất cả nó phải đồng bộ. Đấy, theo phong cách tông xì tông của các bạn. Đây, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thang máy một chút. Đây, chúng ta sẽ lên tầng 5 các bạn nhé. Đây, cái phần kính. Đây là kính các bạn nhé, nhiều bạn sẽ nhầm nó là cái phần gạch, nhưng thực ra là kính. Kính và là in hình 3D. Đấy, hình chống đồng 3D. Trên trần này chúng tôi cũng làm một cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Rất là nhẹ nhàng trong nhà. Đấy, ở đứng ở trong cái thang máy chúng ta cảm thấy là mình không hề cô đơn. Đấy, bởi vì xung quanh của chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ bên ngoài đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy không? Đấy, rất tuyệt vời. Đấy, tầng 5 này là khu vực của một cái kho nhỏ này, có thể để đồ này. Đó. Hoặc là có thể lắp thêm vệ sinh. Đấy, có thể vệ sinh. Nếu như quý vị đặt đây là phòng ngủ, còn chúng tôi đang thiết kế đây là phòng thờ nhé các bạn nhé. Đó. Phòng thờ chúng tôi sẽ đặt hai cửa sổ nhỏ hai bên. Đấy, quý vị các bạn nếu có khu đất như vậy cũng có thể tham khảo để thiết kế cho ngôi nhà của mình. Đấy, và quý vị thấy video hay thì có thể chia sẻ cho nhiều người cùng được biết các bạn nhé. Bên trên sẽ có, trên mái thì sẽ có một cái buồng máy để chúng ta có thể bảo trì bảo dưỡng thang máy ở bên trên, cũng như là tủ điện ở bên trên. Còn bên ngoài này là khu vực sân phơi.
Trước mắt các bạn nó là một cái cây lộc vừng xanh ngát luôn này. Đấy, rất là mộng mơ đúng không ạ? Và ngôi nhà này thì quý vị nếu có nhu cầu mua ngôi nhà này cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là trong cuối video này các bạn nhé. Và một nữa xin chào và hẹn gặp tất cả quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị bạn trong các video gần nhất.